Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản bác phúc trình mới đây của Tổ chức Liêm Chính Tài chính Toàn cầu GFI, trong đó xếp Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền. Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hoàng nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 3 tháng 10 rằng thông tin của GFI về Việt Nam không chính xác và không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền. Nghiên cứu gần đây của Tổ chức Liêm Chính Tài chính Toàn cầu có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ nói rằng Việt Nam là quốc gia nhận được dòng tiền bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới từ thương mại với hóa đơn sai, một hình thức rửa tiền dựa trên kinh doanh thương mại. Theo nghiên cứu được thực hiện trong 10 năm của GFI dựa trên các dữ liệu của Quỹ Tài chính Quốc tế và Liên Hợp Quốc, thì chỉ trong năm 2015, Việt Nam đã thu về 22,5 tỷ đô la từ dòng tiền bất hợp pháp. Bang hôm 3 tháng 10 khẳng định rằng rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc tại Việt Nam. Và sau nhiều năm cố gắng, Việt Nam bây giờ đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền để thực hiện các khuyến nghị và cam kết quốc tế trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền. Người phát ngôn Bộ ngày giao còn cho biết, chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nỗ lực hoàn thiện hệ thống tài chính ngân hàng, hiện đại hóa tầng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính tiền tệ trong đó có rửa tiền